Hi, chào mừng anh em quay trở lại với channel Top Manga. Trong chương 1097 sẽ có một đoạn hồi tưởng với Kuma và Dragon. Đó là những điều có thể xảy ra vì bạo chúa chính là một nhân vật quan trọng của arc Egghead này. Chúng ta thấy rằng hồi tưởng với God Valley đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, hồi tưởng với Kuma sẽ còn xuất hiện vì có khá bí ẩn xoay quanh nhân vật này. Điển hình là cuộc gặp của Kuma với Dragon hay của Ivan với Dragon. Cụ thể thì những diễn biến gì có thể xảy ra ở chương 1097 tới đây? Hãy cùng một mình tìm hiểu trong video. Dự đoán One Piece 1097, hồi tưởng về Dragon và Kuma, đại chiến Egghead trở lại. Trước khi đến với nội dung chính ngày hôm nay, anh em đừng quên là bên mình có cung cấp tài khoản ChatGPT chính chủ để phục vụ anh em học tập và làm việc với giá cực tốt. Link mình để ở phần mô tả dưới video này. Số 1. Hồi tưởng về Kuma và Dragon. Diễn biến đầu tiên, như mình đã nói ở đầu video, đó là hồi tưởng giữa bạo chúa và ông trùm Dragon có thể được đưa lên sóng. Như đã thấy ở chương 1096, hồi tưởng thung lũng chúa đã chính thức khép lại. Tác giả Oda chỉ muốn tiết lộ những gì liên quan đến Kuma, nhân vật quan trọng trong arc Egghead. Còn những người như Rose, Roger, Dâu Trắng, Big Mom, Kaido, Gap, vân vân. Tất cả những quá khứ của họ tại God Valley hiện tại nó không đóng góp được nhiều cho diễn biến phần đảo đầu trứng. Đồng ý, đây là trận chiến lớn bậc nhất One Piece và chắc chắn là trận chiến mà fan mong chờ nhất, vì cuộc chiến thế kỷ trống có thể lớn hơn đấy. Nhưng chúng ta không biết nhân vật nào sống vào thời đó, chỉ biết Joy Boy và Im. Còn God Valley, tất cả nhân vật máu mặt chúng ta đều biết cuộc chiến 38 năm trước thật sự ảnh hưởng rất nhiều tới thời đại khi nó sản sinh ra những cái tên hàng đầu. Nhưng những người này giờ chả còn ai tung hoành trên biển, người thì chết, người thì ở ẩn. Cho nên nếu tiếp tục hồi tưởng về God Valley thì nó cũng không đóng góp được nhiều cho phần Egghead. Đó là lý do Oda kết thúc hồi tưởng chỉ sau 2 chapter. Tuy nhiên, God Valley khép lại không đồng nghĩa hồi tưởng về Kuma sẽ kết thúc. Bạo chúa là nhân vật quan trọng của phần này, cho nên chúng ta sẽ được biết thêm nhiều thứ về ông. Sau khi thoát khỏi thung lũng chúa, Kuma đã về Sorbet sống cùng với Jinbe. Ông làm nghề đốn củi. Như anh em có thắc mắc tại sao một cậu nhóc đốn củi lại trở thành vua của quốc gia này hay không? Bên cạnh đó, chi tiết cuộc gặp gỡ của Kuma và Dragon là như thế nào? Anh em nghĩ do Ivan đi chu du rồi quen biết Dragon, sau đó giới thiệu lại cho Kuma ư? Không, hãy chú ý chi tiết này. Đó là Ivan không biết Dragon có con, trong khi Kuma lại biết. Chúng ta thấy khi Luffy tiết lộ về cha mình, Ivan vô cùng bất ngờ. Và đó là lần đầu ông ta nghe người bạn của mình có con trai, trong khi Kuma đã trở thành vật thí nghiệm từ rất lâu rồi. Nhưng ông ấy lại biết về Luffy và ra tay bảo vệ bằng mũ rơm ở Sabaody. Điều đó chứng tỏ Kuma đã quen Dragon trước Ivan từ lúc Dragon sắp có con. Vậy nếu Oda tiếp tục bám sát quá khứ của Kuma thì sớm thôi ta sẽ thấy Dragon thời còn trẻ. Theo nhà cung cấp thông tin Redon tiết lộ trong bài post gần đây, Oda đã chia sẻ rằng chap 1100 sẽ rất đặc biệt và Dragon lần đầu xuất hiện ở chap 100. Có thể tác giả sẽ khắc họa chi tiết về quá khứ của ông trùm quân cách mạng. Sau 1000 chương kể từ lúc ông ấy xuất hiện, sắp tới là chương 1097. Nếu hồi tưởng về Kuma và Dragon xuất hiện trong vài khung tranh từ chap 1097 đến 1100 thì cũng không quá bất ngờ. Với tình hình này, nhiều khả năng Dragon thật sự từng là hải quân. Sẽ ra sao nếu lúc đó Dragon được cử đi bắt lại những người đã trốn khỏi thung lũng chúa và ông ấy đã bắt được Kuma nhưng lại biết được sự thật về chính phủ, rồi từ đó Dragon quay xe, nó cũng khá hợp lý ở thời điểm này. Ngoài ra, việc Kuma leo danh từ cậu bé đốn củi lên ngai vua của Sorbet, nó cũng là một hành trình tuyệt vời và sẽ rất thú vị nếu Oda cho chúng ta thấy về quá trình này. Kuma là một người vô cùng hiền lành và tốt bụng. Việc ông ấy bị gán cho cái danh bạo chúa chắc chắn là chiêu trò của chính phủ. Có thể Kuma đã lên ngôi vua nhờ sự ủng hộ của người dân sau tất cả việc làm tốt mà ông đã giúp cho họ. Anh em nghĩ sao về sự xuất hiện của Dragon trong hồi tưởng về Kuma? Hãy bình luận bên dưới nhé. Số 2. Cuộc chiến Egghead trở lại. Diễn biến tiếp theo gần như là chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đó là cuộc chiến Egghead sẽ trở lại trong chương 1097. Vậy thì sẽ có tình tiết nào? Đầu tiên là việc ai sẽ cứu Bonnie. Trong chương 1095, Saturn đã tóm được cô nàng tân tinh. Ông ta giơ Bonnie lên cao và ra lệnh cho hải quân hãy nhắm vào đầu cô ấy. Tình trạng của Bonnie đang ngàn cân treo sợi bún. Người gần nhất và đủ mạnh để cứu cô nàng chính là anh ba Sanji. Khổ nỗi anh lại bị Saturn khống chế và chưa tìm được cách thoát ra. Luffy thì đang kiệt sức. Zoro đang đánh với Lucci, Jinbe ở quá xa. Vậy ai sẽ cứu Bonnie đây? Có một số cái tên đáng chú ý. Thứ nhất là Brook. Lần gần nhất chúng ta thấy ông ấy là ở chương 1093 khi Kizaru bay lên phòng điều khiển tìm Vegapunk. Ông ta tóm cổ Usopp và ta thấy Brook đứng bên cạnh chĩa kiếm vào khỉ vàng. Từ đó về sau ta không còn thấy Brook. Điều đó biến ông thành một nhân tố cực kỳ bí ẩn và tiềm năng trong các diễn biến tiếp theo. Trong băng mũ rơm, Brook không nổi trội so với bộ ba quái vật hay lão đại Jinbe, nhưng điều đó đã đánh lừa chúng ta rất nhiều lần. Hãy để ý, lâu lâu chúng ta lại phải ngỡ ngàng kiểu what the hell? Sao Brook làm được như vậy? Ví dụ như ác đảo bánh, phần chuyện của Sanji ư? Luffy đánh bại hai tư lệnh ngọt ư? Hay Jinbe gia nhập băng mũ rơm? Không, tất cả đều quá non. Brook một mình đánh nhau với mẹ lớn vẫn mang về được Ponecliff chỉ đường. MVP gọi tên nhạc công bằng mũ rơm. Brook là tuyếp nhân vật bị tác giả cố tình dìm xuống so với những người trội nhất. Nhưng đó là tiền đề để tạo một cú hit bất ngờ cho câu chuyện. Brook có tốc độ cực nhanh và đường kiếm của ông cũng chả phải dạng vừa. Nhạc công bằng mũ rơm hoàn toàn đủ sức để đánh bại một Tobiroppo. Nếu ở chương 1097, ông ấy bất ngờ lao đến cứu được Bonnie thì nó sẽ rất tuyệt vời. Vì mới đây, Franky, một nhân vật cũng được Oda xây dựng khá giống Brook, kiểu dìm xuống rồi bất ngờ cho bật lên. Anh chàng vừa cứu được Luffy khỏi tay Saturn và còn nhận được lời khen của vị lão tinh. Điểm nhấn của Frank chính là sự tự tin khi thấy Luffy bị cả ngũ lão nhắm đến. Không sợ hãi mà anh ta còn thấy vui. Mình cực kỳ mong chờ được thấy Oda buff cho Brook, Franky, Robin hay Chopper. Vì đây đã là saga cuối cùng rồi. Riêng Nami và Usopp thì có thể sẽ được buff sau. Vì vấn đề của họ là tâm lý chứ không đơn giản là sức mạnh. Cái tên thứ hai có thể gây bất ngờ là Robin. Giống với Brook, chị Bin cũng mất tích khá lâu rồi. Và điều quan trọng là ta có thể thấy một sự trùng hợp ở đây. Trong arc Wano thì Robin táng con nhện Maria để cứu Sanji. Có khi giờ cô lại táng con nhện Saturn để cứu Bonnie cũng nên. Năng lực ác quỷ của Robin cho phép cô ấy công kích từ xa một cách bất ngờ. Nó rất phù hợp để giúp Bonnie trong tình huống này. Cái tên thứ ba là Lilith. Khá lạ đúng không ạ? Tuy Lilith khá yếu, nhưng vấn đề là cô ấy đang điều khiển đại tướng robot của Franky. Sức mạnh của đại tướng thì khỏi phải bàn, nhờ nó mà Frank có thể hạ gục cùng lúc Baby Five và Buffalo, hay thậm chí là Sasaki. Một đòn laser bất ngờ có thể sẽ cứu được Bonnie. Cái tên cuối cùng cũng chính là cái tên đáng được mong chờ nhất, Kuma. Sau khi quậy ở thánh địa và ăn đấm của chó đỏ thì bạo chúa đã chạy đi đâu đó. Trong một arc mà có quá nhiều tình tiết liên quan đến Kuma, việc ông ấy xuất hiện ở Egghead và cứu con gái mình là điều có tỷ lệ cao sẽ xảy ra. Vì Kuma có thể dịch chuyển tức thời ở khoảng cách vô cùng xa, nếu không muốn nói là bất kỳ đâu cũng được. Kuma đến Egghead tái hợp cùng cô con gái yêu quý. Đó là một khung cảnh mà mới tưởng tượng thôi đã thấy cảm động. Trong những video về chương 1096 vừa rồi, mình đọc comment thấy có bạn bảo đọc xong thấy Kuma quá đáng thương đến nỗi rưng rưng nước mắt. Rõ ràng là hai chương gần đây về Kuma đều mang một mạch cảm xúc cực kỳ sâu lắng. Oda cố tình làm thế, cho nên thêm một chap cảm động nữa cũng rất hay và viên mãn đối với gia đình Kuma. Cha con họ nên được đoàn tụ sau những sự việc khủng khiếp vừa qua, chỉ ít là tái ngộ trong một khoảng thời gian. Kuma là một nhân vật rất khó để sống được đến trận chiến cuối. Thế thì hy vọng ông ấy sẽ chết vì bảo vệ gia đình, bảo vệ Nika, những người mà ông ấy yêu thương, tin tưởng và chờ đợi. Ngoài các diễn biến liên quan đến tình trạng của Bonnie, cuộc chiến giữa Zoro và Lucci cũng được fan réo tên khắp các diễn đàn trong mấy ngày hôm nay. Đơn giản là ai cũng thấy God Valley end rồi. Trận Luffy và Kizaru đã ngã ngũ, giờ nên đến trận của Zoro và Lucci, vì kèo này diễn ra một lượt với kèo của Lu kia mà. Trận này bọn mình đã phân tích rất nhiều trước đó. Zoro rõ ràng là mạnh hơn và sẽ sớm chiến thắng thôi. Tất nhiên, Lucci không phải kẻ yếu, cho nên có thắng thì Zoro cũng phải nhận khá thương tích. Dù vậy, khứa này rất trâu nên sẽ còn cày cùng đồng đội tới cuối áp. Chưa kể, Zoro là chủ lực số 2, nếu khứa này out game sớm thì thật sự sẽ rất căng. Nhất là khi Luffy thường xuyên lâm vào tình trạng biến hình vài phút đã kiệt sức. Cần có những lực sĩ như Zoro, Sanji hay Jinbe gánh tim trong lúc không có Lu. Mà kể cả có Lu thì cũng cần họ vì đối thủ rất đông. Số 3. Sự xuất hiện của robot cổ. Diễn biến cuối cùng sẽ liên quan con robot cổ. Chính xác thì không phải dự đoán, đây là tin đồn mình đọc được từ diễn đàn nước ngoài. Vì spoil chap cũng sắp ra mắt và một số leaker nổi tiếng họ đã biết cả tin chính thức nên có khả năng mấy tin bàn tán này là thật. Ví dụ như lần trước, cái tin về Nikiu nằm trong dương kho báu của bọn Long Tinh, nó đúng là trở thành sự thật rồi. Quay lại vấn đề, như đã biết thì con robot này đã thức giấc, vấn đề chỉ là khi nào nó trở lại. Với tình hình hiện tại, bằng mũ rơm đang mất hoàn toàn lợi thế. Chính xác thì họ đang bị phe chính phủ áp đảo, dù Oda đã nép bớt bằng cách nhốt đám Seraphim lại, không cho Saturn thu hồi quyền điều khiển. Nhưng mà ai ngờ khứa Kizaru khá ghê gớm, trụ được trước Nika lâu như vậy, làm cho Luffy kiệt sức. Khá khó hiểu là khi thời điểm này vẫn còn rất nhiều bàn tán xoay quanh cuộc chiến giữa Luffy và Kizaru dù nó đã có kết quả rồi. Rõ ràng chúng ta phải công nhận là Luffy mạnh thật, có thể thành công tung một đấm khiến cho Kizaru choáng váng và gục ngã, nhưng không thể phủ nhận những điều mà khỉ vàng làm được. Rõ ràng ông ta phải mạnh thì Luffy mới cần dùng nhiều sức, mà dùng nhiều sức thì mới mất Gear Fifth rồi bị lão hóa. Nếu cho rằng Luffy chỉ kiệt sức do sử dụng Gear Fifth thì nó hơi bất công với những gì mà nhân vật Kizaru đã thể hiện. Luffy mà biến sang Gear Fifth rồi ngồi cười thì sẽ không kiệt sức nhanh như vậy. Ok, và với cái tình hình căng thẳng này thì rõ ràng là cần buff cho bằng mũ rơm một đồng minh để họ có thể đối phó với Saturn với 9 phó đô đốc, 50 Pacifista Mark III và hàng tá chuẩn đô đốc khác nữa. Khả thi và hợp lý nhất lúc này là con robot. Vì giờ cho xanh, Yamato hay là Marco xuất hiện thì nó lại hơi sớm. Những người như vậy nên đợi khi băng râu đen lộ diện thì sẽ hợp lý hơn. Con robot là sản phẩm của cổ quốc, 200 năm trước nó còn đến thánh địa quẩy, chứng tỏ nó rất mạnh. Cho nó ra sân càn bớt hải quân thì băng mũ rơm sẽ rất nhẹ gánh. Ok, trên đây là những nhận định của bọn mình về tình tiết có thể xảy ra ở One Piece chap 1097. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.